Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục 389 chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, khi mà phổ biến tình trạng tự test và điều trị COVID-19 tại nhà, thì nhu cầu về kit test nhanh và thuốc điều trị ngày càng tăng mạnh, trở thành một mặt hàng được săn đón và quan tâm hàng đầu của mọi người dân. Và mặc dù đã có những quy định rất rõ ràng về việc kinh doanh mua bán kit test nhanh và thuốc điều trị COVID-19, thế nhưng trên thị trường hiện nay vẫn tràn lan những sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, giá bán mỗi nơi mỗi kiểu. Để kiểm soát thị trường kit test nhanh và thuốc điều trị COVID-19 trên toàn tỉnh, lực lượng chức năng tỉnh nhà đã và đang triển khai nhiều đoàn kiểm tra, thanh tra, góp phần ổn định thị trường. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục 389 kỳ này. Nhà thuốc Long Châu ở phường 9 thành phố Sóc Trăng bán 3 loại kit test nhanh COVID-19 tùy theo nơi sản xuất với giá dao động từ 85 đến 110.000 đồng một bộ. Đối với thuốc điều trị COVID-19, nhà thuốc này bắt đầu bán Monopiravir và Monravir từ ngày 25 tháng 2. Với liệu trình 5 ngày 20 viên, một hộp mỗi loại được nhà thuốc này niêm yết với giá bán 250.000. Theo quản lý nhà thuốc Long Châu cho biết, từ đầu tháng 3 đã ghi nhận nhiều trường hợp đến đây để mua thuốc điều trị, trong đó có nhiều trường hợp không đủ điều kiện theo quy định và nhà thuốc từ chối bán với lý do khách hàng mua để dự phòng. Các khách hàng đến mua kit test cũng như là thuốc điều trị cũng rất là nhiều, nhưng mà về cái tình trạng mà mua cái thuốc điều trị á thì khách hàng không có đem toa bác sĩ tự ý lại mua, thì tụi em vẫn hướng dẫn khách về khai báo y tế, thì có cái giấy xác nhận đó thì tụi em mới bán được cho khách. Cũng như nhà thuốc Long Châu, nhà thuốc Lợi Hòa ở phường 4 thành phố Sóc Trăng đang bán kit test nhanh và thuốc điều trị COVID-19. Trong đó, kit test được bán với giá 85.000 đồng một bộ. Đối với thuốc điều trị COVID-19, thời gian qua có nhiều trường hợp đến mua mà không có chỉ định của bác sĩ, không có giấy chứng nhận F0 của y tế địa phương theo quy định. Hiện nhà thuốc Lợi Hòa đang bán thuốc điều trị COVID-19 Monravir. Một hộp 20 viên liệu trình 5 ngày cũng có giá bán 250.000 đồng. Trong thời gian qua thì cũng có nhiều khách hàng á đến đây để mua thuốc điều trị COVID, nhưng mà không có theo đúng như cái tiêu chí của Sở Y tế. Nhưng mà mình bán vẫn theo cái quy định của Sở Y tế ban hành á, là mình một trong những ba điều kiện là: một á, là phải có chỉ định của bác sĩ; hai nữa là phải có giấy chứng nhận bệnh là người bệnh đó là F0. Còn hai nữa thì người bệnh có thể cung cấp được những cái video mà từ lúc mà bắt đầu test cho đến khi mà người dân thấy kết quả là mình đã bị hai vạch, thì cung cấp những thông tin đó cho mình. Đó, thì mình mới được phép bán. Toàn tỉnh Sóc Trăng có khoảng 700 nhà thuốc, quầy thuốc. Đến nay có khoảng 33 cơ sở đăng ký với Sở Y tế tỉnh bán kit test nhanh COVID-19. Theo quy định của Bộ Y tế về bán thuốc điều trị COVID-19 thì chỉ có nhà thuốc mới được kinh doanh mặt hàng này. Trước nhiều ý kiến đặt ra về nhu cầu thuốc điều trị COVID-19, Bộ Y tế đang có hướng dẫn mới về quy định sử dụng thuốc điều trị COVID-19 theo xu hướng đơn giản để người dân thuận tiện trong điều trị tại nhà đối với các trường hợp nhẹ. Nhu cầu của người dân ngày càng cao, nhiều nhà thuốc của tỉnh đang làm hồ sơ thủ tục theo quy định để bán các loại thuốc điều trị đã được cấp phép. Hiện tại thì quầy của nhà thuốc thì không có bán thuốc điều trị COVID và kit test. Và hướng sắp tới thì nhà thuốc cũng đang làm cái thủ tục để đăng ký ở Sở Y tế. Và sau đó khi được cấp phép thì mình sẽ bán. Kit test nhanh và thuốc điều trị COVID-19 hiện nay đã và đang trở thành những mặt hàng thiết yếu của người dân. Thị trường đang sốt nên khó tránh khỏi tình trạng đầu cơ găm hàng tăng giá, bán những mặt hàng trôi nổi mà không rõ nguồn gốc nhằm mục đích trục lợi. Để chủ động ứng phó, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng của tỉnh đã và đang vào cuộc thanh tra kiểm tra giám sát diễn biến thị trường, góp phần bình ổn thị trường kit test nhanh và thuốc điều trị COVID-19 đang lưu hành trên địa bàn. Nguồn cung test nhanh và thuốc đặc trị COVID-19 cũng đảm bảo nhu cầu của người dân địa phương, và được sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, Ủy ban nhân tỉnh, Cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra kiểm soát, lập đường dây nóng để bà con có vấn đề gì tại các cơ sở thì có thể liên hệ với Cục Quản lý thị trường để được giải quyết khó khăn. Thì trong thời gian đó chúng tôi cũng có đường dây nóng trực
toàn lực lượng trực 24/24 để đáp ứng nhu cầu, mọi yêu cầu của người dân. Khi có gọi điện đường dây nóng thì lực lượng trường sẽ có ứng phó ngay để giải quyết cho bà con. Thì chúng tôi mở cao điểm tấn công vào các kiểm tra kiểm soát thị trường về test nhanh và thuốc đặc trị COVID-19. Hiện nay từ thực hiện công văn 960 thì chúng tôi đã phát hiện 3 cơ sở trên địa bàn kinh doanh test nhanh không có giấy phép của Sở Y tế. Thì chúng tôi sẽ lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý. Qua kiểm tra thanh tra thì chủ yếu đoàn thanh tra là yêu cầu các cơ sở là cam kết khi bán kit test nhanh COVID-19 theo quy định mới của Bộ Y tế thì phải đến Sở Y tế nộp hồ sơ công bố đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế loại D, và đối với nhà thuốc thì được quyền bán thuốc đặc trị COVID-19, cụ thể như là Monopiravir. Hiện nay Bộ Y tế đã cấp giấy đăng ký lưu hành cho 3 loại thuốc và có 3 công ty đã sản xuất và bán trên thị trường, gồm có công ty dược Boston, công ty dược Mekofa và công ty dược Stella. Thì riêng cái quầy thuốc thì không được bán thuốc đặc trị COVID-19, vì theo quy định tại thông tư 19/2018 thì quầy thuốc chỉ bán thuốc theo danh mục thuốc thiết yếu, mà danh mục thuốc thiết yếu thì không có thuốc đặc trị COVID-19. Tình hình số ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng trong cả nước rất dễ dẫn đến việc lợi dụng dịch bệnh để trục lợi thông qua việc gom hàng, nhất là các loại kit test nhanh và thuốc điều trị để vận chuyển về các địa phương có nhu cầu tiêu dùng cao, bán những mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, vi phạm quy định về giá bán. Với sức nóng của hiện nay, kit test nhanh và thuốc điều trị COVID-19 trong thời gian tới tiếp tục là hai mặt hàng quan trọng nằm trong kế hoạch thanh tra kiểm tra của Cục Quản lý Thị trường tỉnh và thanh tra Sở Y tế tỉnh. Tới đây chúng tôi sẽ dán các đường dây nóng tại các nhà thuốc trên địa bàn. Tất cả các nhà thuốc trên địa bàn chúng tôi đều dán đường dây nóng, tất cả các đường dây nóng bà con. Nếu có những gì trục trặc về vấn đề là giá cả, vấn đề về thuốc thì điện đường dây nóng chúng tôi sẽ tiếp nhận và xử lý cho bà con. Thì trước tình hình đó chúng tôi cũng phải tăng cường kiểm tra kiểm soát bằng mọi biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo được cái ổn định cái về giá cả, về hạn sử dụng của các mặt hàng trang thiết bị y tế. Thì nếu mà có phát hiện trường hợp găm hàng tăng giá bất hợp lý, hàng hóa không rõ xuất xứ gốc thì chúng tôi sẽ xử lý theo định pháp luật. Đối với thuốc đặc trị COVID-19 á, thì đa số á, theo thanh tra sở nắm được thì người dân họ mua bán qua mạng xã hội như là Zalo, Facebook, vân vân, và họ mua những cái thuốc đặc trị COVID-19 này là không rõ nguồn gốc xuất xứ, họ mua qua người thân quen hoặc là nhờ người thân quen mua ở địa phương khác đem về mà sử dụng, do đó là tiềm ẩn cái nguy cơ là sử dụng thuốc không an toàn và hợp lý. Trong cái thời gian tới á, thì thanh tra Sở Y tế sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch thanh tra hai mặt hàng về kit test COVID-19 và thuốc đặc trị COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Khuyến cáo người dân là khi mua thuốc đặc trị COVID-19 thì phải đến nhà thuốc và phải có đơn của bác sĩ. Còn đối với kit test COVID-19 thì các người dân khi mà mua cái kit test COVID-19 thì phải lưu ý mua ở những cơ sở có giấy phép của Sở Y tế cho phép kinh doanh. Nếu thanh tra Sở Y tế phát hiện những cơ sở nào mà kinh doanh những cái mặt hàng đó mà chưa có giấy phép của Sở Y tế thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng trong kiểm tra kiểm soát thị trường kit test nhanh và thuốc điều trị COVID-19, sự tuân thủ chấp hành các quy định của pháp luật từ phía các nhà thuốc, quầy thuốc với những mặt hàng đảm bảo về nguồn gốc và giá cả, thì rất cần sự cẩn trọng từ phía người dân trong lựa chọn những cơ sở uy tín để đảm bảo những mặt hàng chất lượng. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục 389 kỳ này cũng đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục 389 kỳ sau, phát sóng trên khung giờ này vào ngày 14 tháng 4.